Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Ở clip này thì em xin phép được giới thiệu 3 siêu phẩm đến cho toàn thể tất cả các bác. Đó là ba con Power Soap X4. Vâng. Chắc là các bác cũng biết tới ít nhiều về thương hiệu Power Soap đình đám trên thị trường rồi. Vâng. Một thương hiệu đến từ châu Âu và cũng là một những trong những top đầu về nàng âm thanh pro trên thế giới. Thì hôm nay em cập đến được 3 chiếc Power Soap X4. Thì không để lâu thì em đã khui ngay và lên sóng để giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác về ba con Power Soap X4 này. Vâng, trong tình trạng không còn đẹp hơn các bác nhé. Không còn thể đẹp hơn. Vâng. Rất đẹp các bác ạ. Thì vẻ đẹp thiết kế bên ngoài phải nói là cực kỳ cuốn hút. Vâng. Mà không có ở những dòng đẩy khác. Vâng. Thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết để các bác có thể nắm rõ hơn chi tiết về ba con Power Soap này. Vâng. Là một như trong những con đời mới, phải nói là đình đám và cao cấp nhất hiện nay của Power Soap rồi. Vâng, sử dụng 4 kênh. Vâng, 4 kênh. Vì vậy là rất tiện lợi cho toàn thể tất cả các bác khi các bác đang sở hữu một cặp loa súp và một cặp loa full, thì các bác sở hữu những dòng đẩy 4 kênh như vậy, các bác có thể chơi chọn ngay bộ dàn âm thanh của mình. Vâng, thiết kế ấy phải nói là rất đẹp. Chỉ nắp đây các bác nhìn. Đầy đủ tem mác chữ nghĩa rõ ràng. Không thể đẹp hơn. Vâng, với giá thành phải nói là đang rất tốt cho toàn thể tất cả các bác. Vâng, nếu mà các bác mua mới full box thì nó rơi vào khoảng hơn 160 triệu các bác nhé. Hơn 160 triệu một con. Nhưng khi các bác sở hữu những hàng đã dùng nước như vậy thì các bác tiết kiệm được rất nhiều tiền các bác ạ. Và mà chất lượng sản phẩm với con rất tốt. Vâng, trên thị trường thì cũng không phải lúc nào cũng có những con đình đám như vậy được bán ra thị trường, bởi vì là còn rất mới như vậy mà đã gặp trên thị trường thì không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Vâng, em sẽ quay chi tiết hơn để các bác có thể nắm rõ. À, đó là Power Soap X4 và sử dụng điện 100 đến 240V auto volt các bác nhé. Vâng, được sử dụng trong những sự kiện lớn, hàng khủng trên thị trường âm thanh pro. Vâng, em chỉ cập bến được 3 con thôi nhé. Thì mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077 922 8891. Về thông số kỹ thuật thì các bác có thể lên Google gõ chữ Power Soap X4 thì có rất nhiều thông tin về em này. Vâng. Vâng, các bác thấy hay thì các bác bấm vào nút đăng ký kênh theo dõi những video clip về những sản phẩm mới của bên em. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác nhé. Vâng, cảm ơn toàn thể tất cả các bác đã theo dõi.